F0 tại nhà sốt 6 đến 7 ngày có nguy hiểm không? Khi nào phải báo y tế? Sốt là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân COVID-19. Có F0 điều trị ở nhà sốt kéo dài 6 đến 7 ngày, thậm chí là tới ngày thứ 10, cứ hết thuốc hạ sốt lại sốt trở lại. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà cho biết, sốt là một trong những triệu chứng phổ biến khi mắc COVID-19, chứng tỏ hệ miễn dịch vẫn hoạt động tốt. Theo đó, có người sốt kéo dài tới ngày thứ 6, thứ 7, thậm chí là tới ngày thứ 10, cứ hết thuốc hạ sốt là sốt trở lại. Bác sĩ Hoàng phân tích có 3 tình huống xảy ra. Thứ nhất, sốt do COVID-19, ta cần làm xét nghiệm để nhận biết chỉ số CT thấp hoặc là vạch test đậm, có nghĩa là virus vẫn còn nhiều, có thể phải tiếp tục dùng thuốc kháng virus. Thứ hai, sốt do nhiễm vi khuẩn. Những người bình thường dễ viêm họng, viêm abdomen, viêm phế quản, thì khi mắc COVID cũng dễ nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, việc xác định nhiễm khuẩn hay chưa cũng không dễ dàng. Nếu bệnh nhân vẫn sốt kéo dài không dứt, test nhanh vạch TM không bị đau nhức cơ khớp thì nhiều khả năng là sốt do vi khuẩn. Lúc này cần tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng kháng sinh. Để chắc chắn, cần có xét nghiệm công thức máu để xem bạch cầu có tăng hay không. Thứ ba, sốt do nhiễm virus khác. Khi test nhanh vạch TM hoặc không lên, xét nghiệm không thấy nhiễm khuẩn thì có thể do nhiễm loại virus khác, không phải COVID-19. Đây là tình huống khá bình thường, không hề hiếm gặp. Bệnh nhân thường có chảy nước mũi, đau cơ khớp, ớn lạnh. Lúc này bệnh nhân sốt như là cảm cúm thông thường và đành phải điều trị triệu chứng đợi khi hết sốt. Bác sĩ Huy Hoàng cũng lưu ý, sốt là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân COVID-19. Sốt gây đau đầu, mất ngủ, ăn kém, gây co giật ở trẻ em, vì thế cần hạ sốt. Để hạ sốt có thể dùng paracetamol, liều dùng tùy theo lứa tuổi. Về cơ bản thì paracetamol an toàn, nhưng với một số ít người thì paracetamol lại gây độc với gan và khi dùng nhiều có thể gây suy gan. Nếu không dùng được paracetamol thì có thể dùng ibuprofen hàm lượng 200 hoặc 400mg. Bộ Y tế lưu ý nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, người bệnh cần thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí. Ngoài dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn, người bệnh cần bù đủ nước và điện giải cơ thể đỡ mệt mỏi. Điện giải ở đây chủ yếu là kali, natri và clo, tức kali và muối ăn. Hiện có Oresol và các gói bổ sung điện giải nước dừa, nước cháo, chanh muối là những sản phẩm thông dụng. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo tăng cường sức đề kháng bằng dinh dưỡng, tập luyện nâng cao thể trạng, giữ tinh thần thoải mái để mau khỏi bệnh.